Hòn Sẹo nằm trên bán đảo Phương Mai, thuộc địa phận xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cho tới bây giờ, Hòn Sẹo vẫn là ốc đảo hoang sơ, chỉ có cây dại, gành đá với nhiều loại hải sản và nhiều loài chim sinh sống. Ngoài tắm biển, du khách đến đây có thể lặn ngắm san hô dưới đáy biển. Đây sẽ là những trải nghiệm hết sức thú vị với những ai đặt chân đến nơi này. Ở đây không có nhà dân, tuy nhiên nơi đây được tạo hóa ban tặng cho một bãi đá khá rộng và bằng phẳng, được người dân địa phương gọi là bãi đá đẻ. Bởi theo cách lý giải của họ, thì bãi đá ngày một nhiều ra quanh năm tháng và không bao giờ hết đá. Với vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ, Hòn Sẹo là điểm đến lý tưởng cho những ai thích khám phá nơi hoang vu, chưa có con người ngự trị.